Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn một cái em Aturia Mini Lab. Em này đến từ Pháp. Đây các bạn thấy nha. Và hôm nay không như là giới thiệu mỗi hôm nữa, Nguyên sẽ chơi trực tiếp phim truyền hình cho các bạn thấy luôn. Và hôm nay Nguyên sẽ cắm trực tiếp em Aturia Mini Lab MK2 này cắm vào trên cái đàn PA7, xài nó như là một cái điều khiển trên đàn PA7 luôn các bạn. Rồi bây giờ Nguyên sẽ làm thử cho các bạn xem nha. Đây là Mini Lab MK2 và đây là sợi dây kết nối Nguyên đã cắm trên cái đàn PA7 rồi. Bây giờ Nguyên sẽ cắm vào đây. Tên 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 tên. Yeah. Nó lên đèn. Rất đẹp nha, trắng xanh. Và bây giờ các bạn sẽ thấy hang, ở đây là cái Mini Lab và ở đây nó đã được kết nối MIDI trên cái đàn PA700. Mình sẽ đánh thử coi có tín hiệu chưa. Nó bây giờ đã có tín hiệu rồi thì các bạn sẽ thấy ha, nó nhận được MIDI và đây là thử cái bass nè. Wow, nó nhận được bass luôn nha các bạn. Bass đây là bass drum luôn. Và đặc biệt những cái snub này nè rất là quan trọng, đó chính là nó sẽ chỉnh sửa tiếng trực tiếp trên PA7 luôn. Mà trên PA7 mình không có tính năng đó. Các bạn nào đánh live hay là đánh tiếng DJ hay gì đó, mình xe nó dặn lên gà lên hết số thì cái này nó sẽ làm được điều đó. Và bây giờ Nguyên sẽ đánh cho các bạn thấy như thế nào. Bắt đầu. Các bạn thấy không? Mình có thể chỉnh sửa tiếng live trên này luôn. Và khi các bạn có thể đánh tiếng trên đàn keyboard PA700 này, mình đồng thời mình cũng có thể bẻ tiếng nó được luôn nha. Rồi, còn chờ gì nữa? Giá em này nó rất là nhẹ nhàng thôi các bạn, chỉ hơn 2 triệu một tí thôi là các bạn sẽ sở hữu được em này. Xài hết chức năng không bỏ số múa một tí gì luôn, vừa phím, vừa bass và snap nữa. Còn chờ gì nữa? Lên trên công ty nhạc Việt gặp Nguyên và có thể liên lạc trực tiếp cho các anh chị bán hàng ở số điện thoại bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Còn nhiều điều thú vị bất ngờ nữa, Nguyên sẽ quay những video tiếp theo. Xin chào. Aturia, em gái Pháp cực kỳ sang chảnh, trắng bóc như là hồng đào luôn. Bye bye.